thoát khỏi không khí ồn ào náo nhiệt của phố phường, lắng tâm hồn mình lại để thưởng thức cảm giác nhẹ nhàng, êm ả của đồng quê. Lúc đó sẽ cảm nhận được hương vị của đồng quê vào tâm hồn mình. Có lẽ vì thế mà các món ăn đồng quê dân dã bao giờ cũng là những món ăn hấp dẫn, khiến người ta phải nhớ, phải yêu. Và chị Thao, chủ hàng quán cá, đã dẫn chúng tôi về thăm một làng quê của Thái Bình để xem cách đào, bắt con cà ra hay còn gọi là cua sông. Thoạt nhìn, lúc đầu khi nói là con cà ra hay cua ra, chúng tôi nghĩ chắc đây cũng chỉ là một loại cua. Mặc dù sống ở bờ sông, nhưng chắc việc đào bắt cũng sẽ rất đơn giản, giống như cua đồng. Nhưng khi được tận mắt xem những cảnh bắt cua ra, chúng tôi thực sự bất ngờ. Những con cua ra nằm ẩn náu từ 1 đến 1,5 mét, sâu dưới lòng đất phù sa, mà nếu không tinh mắt, khó ai có thể bắt được chúng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị có thể nhìn thấy đây là con cà ra, mà người Thái Bình gọi là cà ra, mà hay là chúng ta có thể gọi đơn giản là con cua ra, một loại của Thái Bình. Và nếu mà quý vị tới với cả Thái Bình thì quý vị hãy thử gọi món bún cua sông, hay là gọi là bún cà ra, hay là canh cà ra cũng được, để xem những cái món ăn từ con cà ra nó ngon như thế nào quý vị nhé. Thoạt nhìn cà ra nó chẳng khác gì cua đồng, nhưng khi quan sát kỹ mới thấy cà ra khỏe hơn và nhanh hơn cua đồng rất nhiều. Để chế biến món bún cà ra ngon thì những nguyên liệu chế biến cũng giống như chúng ta nấu món bún cua đồng. Chỉ cần một chút hành hoa cùng đôi ba quả cà chua chín mỏng, ít cua sông và cuối cùng là một đĩa bún sợi nhỏ trắng phau là có một bát bún cà ra ngon lành. Nhiều người khi ăn bún cà ra thường thắc mắc, chẳng hiểu nhờ bí quyết gì mà tại sao tô bún nào cũng ngọt và nhiều gạch cua đến thế. Nhưng thực ra, chả cần phải có bí quyết gì, bởi là cua sông nên thịt cua vừa chắc, vừa ngọt, vừa thơm. Nên khi được giã thủ công bằng tay, nên váng thịt cua mềm, xốp, mịn và giữ được mùi vị đặc trưng. Tô bún cà ra khi chín, dậy mùi thơm của gạch cua, vị chua dịu dịu của cà chua và vị ngậy của hành phi. Trong cua ra có chứa chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể và lại chứa nhiều canxi, nên đây cũng là một món ăn tốt cho trẻ nhỏ và người cao tuổi.